tiền vệ Quang Hải gia nhập đội bóng Công an Hà Nội. Ngày 22 tháng 6, câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo chiêu mộ thành công tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Bản hợp đồng giữa tuyển thủ sinh năm 1997 với đội bóng ngành công an có thời hạn 1 năm rưỡi. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thông báo việc chiêu mộ thành công tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Điều này diễn ra ngay sau khi Quang Hải kết thúc đợt tập trung thi đấu cho đội tuyển Việt Nam gặp Hồng Kông, TQ và Syria. Thông tin cho biết, Quang Hải sẽ ký hợp đồng 1 năm rưỡi với đội bóng ngành công an. Điều đó đồng nghĩa, chân sút người Đông Anh sẽ thi đấu ở giai đoạn 2 của V-League 2023 và cả mùa giải 2023-2024 cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngoài ra, trao đổi với đại diện VPF, thời gian đăng ký lực lượng tham gia vòng 10 hai giải V-League 2023 sẽ kết thúc vào trưa ngày 23 tháng 6. Như vậy, câu lạc bộ Công an Hà Nội hoàn toàn có thể đăng ký và sử dụng Quang Hải cho cuộc tiếp đón với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 23 tháng 6. Thông tin đăng trên trang chủ câu lạc bộ Công an Hà Nội như sau, nằm trong những bước chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V-League 2023, cũng như hướng đến những mục tiêu xa hơn của đội bóng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức ký hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Sau khi phía Pau FC, đội bóng cũ của Quang Hải tại Pháp chính thức đồng thuận để đôi bên chấm dứt hợp đồng sớm trước một năm, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có những cuộc đàm phán với Quang Hải và người đại diện. Trải qua nhiều lần thương thảo, câu lạc bộ chính thức đưa ra thông báo Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ của đội bóng Công an Hà Nội. Cụ thể, Quang Hải sẽ thi đấu trong màu áo đội bóng ngành công an theo bản hợp đồng kéo dài 1,5 năm. Quang Hải rất tự hào được khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, một trong những đội bóng giàu tham vọng nhất V-League mùa giải năm nay. Tiền vệ sinh năm 1997, hy vọng rằng đội bóng ngành công an sẽ là nơi để anh có thể tìm lại được phong độ và đẳng cấp vốn có. Chính vì thế, việc đàm phán hợp đồng đã diễn ra nhanh chóng và nhận được sự hợp tác từ hai bên. Là một trong những cầu thủ xuất chúng nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây, Nguyễn Quang Hải luôn gắn liền với thành công của đội tuyển quốc gia. Kỳ tích giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 trước vô địch AFF Cup 2018. Và rất nhiều những cột mốc chưa từng có của bóng đá Việt Nam đều có những đóng góp không nhỏ từ số 19. Quang Hải được triệu tập lên đội tuyển quốc gia từ năm 2017 khi anh mới 20 tuổi. Sau 42 lần ra sân, Hải đã có 10 bàn thắng. Trong sự nghiệp, Quang Hải đã có 3 lần vô địch V-League, 1 lần vô địch siêu cúp quốc gia, 1 lần giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 29 và 1 lần đăng quang tại AFF Cup năm 2018. Nổi bật với khả năng tạo đột biến, cái chân trái của Hải Con từng tạo ra những tuyệt phẩm, những đường truyền và những pha xử lý mang đúng thương hiệu của số 19. Với những phẩm chất như vậy, ban lãnh đạo đội bóng hy vọng Quang Hải sẽ là chìa khóa để câu lạc bộ hướng đến những tham vọng, những mục tiêu lớn lao hơn trong mùa giải năm nay và trong tương lai. Được biết, Quang Hải đã sẵn sàng và sẽ góp mặt ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc vòng 12 V-League 2023, diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 24 tháng 6 tới đây. Chúc cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ đạt được những thành công mới, chinh phục những cột mốc mới trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội trước khi gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội theo dạng tự do. Tiền vệ Quang Hải thi đấu cho Pau FC ở mùa giải 2022-2023. Cầu thủ này quyết định sang châu Âu tìm kiếm cơ hội khi rời Hà Nội FC vào tháng 4, 2022. Anh ký hợp đồng 2 năm nhưng chia tay đội bóng Pháp chỉ sau một mùa giải. Trong thời gian ở Pháp, Quang Hải ra sân tổng cộng 12 trận cho Pau FC ở Ligue 2, trong đó 2 lần đá chính. Tổng thời gian thi đấu của tiền vệ này cho đội bóng Pháp là 254 phút. Quang Hải ghi 1 bàn thắng. Tuy nhiên, đến giai đoạn lượt về của mùa giải, Quang Hải không còn được huấn luyện viên Didier Tholot tin tưởng. Anh chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị. Thậm chí, trong khoảng 12 vòng đấu cuối cùng ở Ligue 2, Quang Hải bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Pau FC và chủ yếu ra sân cho đội dự bị. Quang Hải vừa thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong loạt trận quốc tế tháng 6, tiền vệ này đá chính trong cả 2 trận giao hữu với Hồng Kông, Trung Quốc và Syria. Trước đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tạm chia tay Huỳnh Tấn Tài đến thành phố Hồ Chí Minh và Tô Văn Vũ tới Nam Định. Sự xuất hiện của Quang Hải càng thêm củng cố tham vọng đua vô địch của Công an Hà Nội. Tính đến hiện tại, Công an Hà Nội chỉ kém đội đầu bảng là Thanh Hóa đúng một điểm. Như vậy, lực lượng của Công an Hà Nội đã có thêm một tuyển thủ quốc gia chất lượng bên cạnh Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trọng Long, Hoàng Văn Toàn. Đấy là chưa kể, Công an Hà Nội còn đó Phan Văn Đức đang dưỡng thương.